Công an quận Hoàng Mai cũng đã làm rõ hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của một tài xế taxi group khi anh này khăng khăng không trả lại tài sản của một hành khách bị bỏ quên. Tài xế bị bắt giữ là Nguyễn Quý Thiện, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vào ngày 14 tháng 9, sau khi chở hai hành khách từ Aeon Mall Long Biên về phố Tương Mai, Thiện đã phát hiện một túi màu đen, bên trong có chứa tài sản khoảng 80 triệu đồng. Thiện đã cất giấu chiếc túi chứ không tìm cách trả lại cho khách. Hành khách đã đến công an quận Hoàng Mai để trình báo ngay sau đó. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Nguyễn Quý Thiện đã phải khai nhận hành vi của mình, dù trước đó Thiện đã viết cam kết là hoàn toàn không phát hiện chiếc túi. Theo điều 141 Bộ luật hình sự, hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của Thiện bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.